giải mã con lắc giúp tòa nhà cao nhất Đài Loan, Trung Quốc đứng vững khi động đất. Tòa nhà Đài Bắc cao 101 tầng, cao 508 m được bảo vệ bởi một con lắc lớn màu vàng ở trung tâm tòa nhà, giúp hấp thụ chấn động khi có rung lắc như động đất. Sáng ngày 3 tháng 4, một trận động đất dữ dội có cường độ 7,2 độ đã làm rung chuyển Đài Loan, Trung Quốc. Tâm chấn trận động đất được xác định dưới đáy biển cách bờ biển phía đông của hòn đảo là 20 km. Khi trận động đất xảy ra, người dân bên trong tòa nhà Đài Bắc 101 được bảo vệ bởi một con lắc lớn màu vàng ở trung tâm tòa nhà, giúp hấp thụ chấn động. Cụ thể, giữa tầng 87 và tầng 91 của tòa tháp, các nhà thiết kế Đài Loan đã đặt một quả cầu thép có đường kính 5,5m và nặng 730 tấn. Nó được gọi bằng biệt ngữ là bộ giảm chấn điều hòa. Khi tòa nhà nghiêng về bên này thì quả lắc sẽ nghiêng về bên kia và giúp tòa nhà cân bằng. Ví dụ, khi lực của gió hoặc động đất đẩy tòa nhà về bên phải, quả lắc sẽ ngay lập tức tạo ra một lực tương đương về bên trái, vô hiệu hóa tác động ban đầu của gió hoặc động đất. Bởi vậy tòa nhà này sẽ nghiêng ngả nhưng không bị đổ. Theo dõi QT New để theo dõi clip giải mã full chi tiết nhé.